tiết lộ khối tài sản khủng của Jack sau hơn một năm hoạt động solo. Sơ lược về thời gian hoạt động nổi bật của Jack. Jack hoạt động âm nhạc khá sớm với nhiều bản rap, nhưng được khán giả biết đến rộng rãi nhờ ca khúc Hồng Nhan vào năm 2019. Sau đó, Jack rời khỏi nhóm G-Fire và gia nhập vào công ty ICM theo lời mời của nhà sản xuất âm nhạc KICM. Từ đó, Jack và KICM ra mắt các ca khúc tiếp theo, Bạc Phận, Sóng Gió với hàng trăm triệu lượt xem và trở thành bộ đôi âm nhạc ăn ý, gây sốt suốt năm 2019. Sau đó, cả hai tiếp tục ra nhiều MV, Em Gì Ơi, Việt Nam Tôi, Hoa Vô Sắc. Vào cuối năm 2019, một số thông tin cho rằng Jack và công ty quản lý ICM sẽ ra mâu thuẫn về việc phân chia tiền bạc và bóc lột sức lao động của Jack được lan truyền trên mạng. Jack quyết định rời khỏi công ty ICM và không còn hợp tác với KSM đến thời điểm hiện tại. Thời điểm này, một số nguồn thông tin từ fan cho rằng lúc Jack ra đi đang bị bệnh, chỉ mang theo đôi dép lào 14.000 để về quê khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Trong năm 2019, hoạt động cùng KSM, Jack đã có hàng loạt hit khủng hàng trăm triệu view, với số tiền YouTube lên đến hàng tỷ đồng, chưa kể các khoản tiền chạy show liên tục của cặp đôi này. Tuy nhiên, số tiền Jack được chia từ công ty ICM vẫn là bí mật. Các hợp đồng ràng buộc với công ty ICM được công ty mới thay Jack giải quyết. Jack cho biết chỉ lo tập trung vào âm nhạc khi tách ra hoạt động solo. Một bước lên tầm cao mới. Vào năm 2020, Jack ký hợp đồng với công ty Nomad MGMT Việt Nam, công ty quốc tế quản lý tài năng đầu tiên tại Việt Nam, thuộc tập đoàn truyền thông giải trí đất Việt VAC với các công ty thành viên như Đông Tây Promotion, TKL, M&T Pictures, hãng sản xuất phim truyền hình lớn nhất Việt Nam và các kênh giải trí VA. Từ đây khán giả nhận thấy Jack được đầu tư xây dựng một hình ảnh mới vô cùng chính chu. Jack đẹp trai hơn rất nhiều so với năm 2019. Từ tóc tai da dẻ được chăm sóc kỹ lưỡng, luyện tập thể thao nghiêm túc, đến phong cách ăn mặc trẻ trung, sang trọng. Đi đến đâu cũng có cả một ekip trợ giúp và lực lượng bảo vệ an ninh. Số tiền khủng kiếm được chỉ trong một năm. Kênh YouTube của Jack được tạo từ tháng 2 năm 2020. Sau hơn một năm đã có hơn 5,55 triệu người đăng ký. Kênh có hơn 545 triệu lượt xem với 4 MV là Một Thằng Con Trai, Hoa Hải Đường, Đom Đóm và Lay La Lay. Cùng với một số video trong các dự án âm nhạc. Với lượt xem khủng của các MV trăm triệu view, theo thống kê của trang Social Play, Jack đã thu về 162.000 đô đến 2,6 triệu đô trong năm qua. Tuy nhiên, với đối tượng khán giả đa số là người Việt Nam, thì số tiền kênh C97 thu về không tới mức 2,6 triệu đô, mà chỉ có thể nằm trong khoảng 200 đến 300.000 đô, tức khoảng trên dưới 5 tỷ đồng. Nhưng đó chỉ là con số trên YouTube, số tiền cachet của Jack khi biểu diễn còn cao hơn nhiều. Bởi hiện nay, Jack đã thuộc top ca sĩ có cachet cao ở Việt Nam. Năm ca sĩ là cái tên luôn được săn đón với lượng fan khủng, đang được khán giả cả nước vô cùng yêu mến. Vào cuối năm 2020, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội tiết lộ Jack có mức cachet là 280 triệu đồng trên một show. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác thực cho con số này, bởi giá cachet vẫn là vấn đề bí mật của các nghệ sĩ, hiếm ai công khai rõ số tiền này. Jack trở thành đại sứ thương hiệu của nhiều sản phẩm. Từ khi trở thành gà cưng của tập đoàn đất Việt, Jack đã có nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Rất có thể số tiền để mời Jack làm đại sứ lên đến hàng trăm triệu đồng, hoặc thậm chí cả tỷ đồng. Bởi vào năm 2019, khi Jack còn hoạt động với KSM, một người thân thiết tiết lộ rằng mẹ nuôi của KSM kiêm quản lý của Jack đã từ chối hợp đồng quảng cáo trị giá 3 tỷ đồng vì chỉ mời Jack làm đại diện mà không mời KSM. Mới đây nhất, Jack là đại sứ thương hiệu đầu tiên của Belarus. Belarus, một thương hiệu của Heineken Việt Nam, vừa chính thức công bố ca sĩ Jack là đại sứ thương hiệu cho chiến dịch marketing năm 2021, mang tên Belarus cùng Jack yêu thương không cần đợi. Bà Anna Bison, giám đốc tiếp thị cấp cao của Heineken Việt Nam, đại diện Belarus chia sẻ: "Chúng tôi tin Jack là lựa chọn hoàn hảo cho vai trò đại sứ thương hiệu của Belarus. Jack được đông đảo người hâm mộ yêu mến vì tài năng của một ngôi sao nhạc hàng đầu Việt Nam, cũng như tinh thần lạc quan, vui tươi của anh. Sự đồng hành của Jack và Belarus sẽ giúp lan tỏa cảm hứng sống tích cực, luôn đón nhận và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống đến tất cả mọi người." Trước đó, vào tháng 9 năm 2020,
Vivo Việt Nam chính thức công bố. Xét trở thành người đại diện cho sản phẩm Vivo V20, nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink cũng là đại sứ cho thương hiệu này. Vào tháng 10 năm 2020, Game PUBG Mobile Việt Nam chính thức xác nhận Xét là đại sứ thương hiệu. Xét bắt tay cùng tựa game thực hiện những điều ý nghĩa cho cộng đồng người hâm mộ. Khởi đầu là dự án quyên góp cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam mang tên Chạy Bò Tới Sáng. Công việc kinh doanh của Xét và mẹ ruột. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, mẹ ruột của Xét đã khai trương quán trà sữa Cosin 2 tại số 50-52 đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Quán nằm ngay mặt tiền lớn với hai căn liền kề, cao 4 tầng vô cùng rộng rãi và hoành tráng. Quán được trang trí với tông màu vàng nổi bật. Trên tường là các hình ảnh của Jack và fan hâm mộ. Khỏi phải nói quán trà sữa lúc nào cũng đông nghẹt khách, vì đây chính là nơi các bạn đốm tụ họp để trò chuyện về thần tượng của mình. Nhà của Jack tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Jack đang ở một căn hộ cao cấp. Trong một số hình ảnh và video do chính Jack đăng tải, cũng đã hé lộ một số góc của căn hộ, rất tiện nghi và hiện đại. Điều đặc biệt là trong nhà tràn ngập các món quà của fan tặng. Xét cũng nuôi mèo trong căn hộ này và thường xuyên đăng video đùa giỡn bên chú mèo. Kiếm được số tiền lớn như vậy, Xét cũng rất chăm chỉ làm từ thiện. Vào tháng 3 năm 2020, mẹ của Xét đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre để trao số tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 là 100 triệu đồng. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng chuyển 50 triệu đồng vào quỹ của người hâm mộ để hỗ trợ chống hạn mặn tại quê nhà. Tiếp đó, vào tháng 8 năm 2020, Xét ủng hộ Đà Nẵng 200.000 khẩu trang y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố này. Một trận đấu bóng đá từ thiện All-Star tiếp lửa yêu thương do chính Xét lên ý tưởng, có sự tham gia của các nghệ sĩ và cầu thủ nổi tiếng đã diễn ra vào tháng 11 năm 2020 tại sân vận động Thống Nhất với sự tham gia của gần 20.000 khán giả. Cuối trận đấu, Xét đã quyên góp ủng hộ 250 triệu đồng từ tiền cá nhân. Ngoài ra, cộng đồng fandom của Xét đã công khai tổng kết số tiền quyên góp để sử dụng cho công tác thiện nguyện trong năm 2020 vượt mốc 1 tỷ đồng. Đây được xem là một con số vô cùng lớn đối với một fandom tại Vpop. Đáng chú ý hơn là Xét chỉ mới hoạt động được ít năm gần đây, nhưng có thể thấy được sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ nam ca sĩ đối với fan club của mình. Xét tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 tại tỉnh Bến Tre. Có nghệ danh là Xét hoặc C97. Xét bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc Chifaya và phát hành bài hát Hồng Nhan. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã nhận được 5 giải Làn Sóng Xanh, 1 giải Mai Vàng, 1 giải Vito Awards và 4 giải Zing Music Awards. Ngoài ra, Xét còn được trao giải thưởng nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất tại Việt Nam ở lễ trao giải MAM Awards năm 2019, giành chiến thắng ở hạng mục video âm nhạc hay nhất tại giải thưởng truyền hình châu Á năm 2020 và cũng chiến thắng giải nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA năm 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.